Nguyên nhân xảy ra cuộc đảo chính tại Nam Việt Nam dưới chế độ đệ nhất Cộng Hòa, phần một vấn đề Phật giáo và sự bùng phát mâu thuẫn. Cuộc đảo chính tại Nam Việt Nam năm 1963 là cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính thể đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đảng cần lao nhân vị do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa thực hiện với sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Cuộc đảo chính đã giết chết anh em Tổng thống là Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu Chính thể đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ và Đảng Cần La Nhân vị cầm quyền cũng bị giải tán theo, chuyển vai trò lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa sang Hội đồng Quân sự do Dương Văn Minh đứng đầu. Cuộc đảo chính được coi là bước ngoặt cho chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Dưới thời đệ nhị Cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1967 đến năm 1975, cuộc đảo chính này còn được sách giáo khoa lịch sử đệ nhị Cộng hòa Việt Nam gọi là cách mạng tháng 11 năm 1963. Sau cuộc đảo chính này, ngày mùng 1 tháng 11 chính thức trở thành ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Nguyên nhân của cuộc chính biến Do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa bất mãn trước cách cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, muốn thực hiện đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng Phật giáo. Cuộc đảo chính được Mỹ ủng hộ do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không thực hiện, những thay đổi chính trị theo khuyến cáo của Mỹ dẫn đến mâu thuẫn với chính phủ Mỹ do đó Mỹ bật đèn xanh cho các tướng lĩnh đảo chính. Một lý do khác được quy kết nữa là vì chính phủ của ông Chủ trương độc lập với người Mỹ, trong khi Mỹ muốn kiểm soát chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Chế độ độc tài gia đình trị của họ Ngô. Kể từ khi về nước chấp chính, Ngô Đình Diệm đã được sự ủng hộ của chính phủ Mỹ, đã tập hợp được nhiều đồng minh để lần lượt dẹp trừ các thế lực chống đối của cộng sản, giáo phái và các đảng phái. Tuy nhiên, khi chính sự đã ổn định, Tổng thống Diệm đã dần trở mặt với các thỏa hiệp ban đầu với những người đã ủng hộ ông và giúp ông giữ được ngôi vị Tổng thống. Để đảm bảo vị thế quyền lực của mình, Ngô Đình Diệm chủ trương kiềm chế các phe phái, phái chính trị đối lập cũng như ảnh hưởng từ phía nước ngoài như Mỹ, Pháp. Điều này giúp ông có thể tập trung sức mạnh để đương đầu với đối thủ mà ông cho là nguy hiểm nhất, những người cộng sản. Các tướng lĩnh như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, các chính khách như Trần Văn Hương, Nguyễn Ngọc Thơ, Phan Khắc Sửu, kể cả nhiều đảng viên cao cấp của đảng cần lao như trần chánh thành võ văn trưng lần lượt đều bị xa lánh và tước bỏ ảnh hưởng trong nền đệ nhất cộng hòa ngoài tổng thống diệm quyền hành bị tập trung vào trong tay một số người thân trong gia đình ông như ngô đình nhu với chức vụ cố vấn chính trị là bộ não của chế độ nơi khai sinh và điều khiển tất cả mọi sách lược của quốc gia tuy là dân biểu nhưng không mấy khi đặt chân đến quốc hội để làm trách nhiệm dân cử mà chỉ ngồi tại dinh tổng thống để ra chỉ thị cho quốc hội làm luật theo ý của anh em ông ta. Trần Lệ Xuân, phu nhân của Ngô Đình Nhu, được coi là đệ nhất phu nhân của chế độ Việt Nam Cộng hòa, là một trong các nhân vật then chốt của chính quyền với những uy quyền to lớn. Cũng là một dân biểu như chồng, nhưng bà thường xuyên xây dựng những đạo luật của riêng mình và ép quốc hội phải thông qua. Ngô Đình Cẩn, em trai của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, tự xưng là cố vấn lãnh đạo các đoàn thể chính trị miền Trung và miền Cao Nguyên. Trên thực tế, ông nắm hết mọi quyền hành nhất là quyền bổ nhiệm nhân sự tại trung phần, còn các đại biểu chính phủ và tỉnh trưởng chỉ là những viên chức thừa hành mệnh lệnh của ông mà thôi. Tổng giám mục Ngô Đình Thục không chính thức giữ một chức vụ hành chính hay chính trị nào, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tổng thống, đến các bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa và các viên chức địa phương và trở thành một cái gọi là cố vấn tối cao của chế độ. Ngô Đình Luyện, người em út của dòng họ Ngô Đình, là đại sứ của đệ nhất Việt Nam Cộng hòa tại Anh, Hà Lan, Bỉ và Tunisia. Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông may mắn thoát chết vì đang ở nước ngoài. Trong giai đoạn 1956, 1959, khi những người cộng sản còn hy vọng vào giải pháp tổng tuyển cử, chưa coi bạo lực là biện pháp đấu tranh chủ yếu, chính phủ Ngô Đình Diệm đã lợi dụng tình hình để đàn áp họ tuy chưa thể tiêu diệt hẳn nhưng tạm thời cũng chưa là mối lo trước mắt. Các cuộc cải cách xã hội cũng mang lại một số kết quả, tạo cho chính phủ diệm một thế đứng tương đối vững. Tuy nhiên, để chống cộng có hiệu quả, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tập trung quyền lực vào bản thân và các người em của mình đồng thời hạn chế các quyền tự do dân chủ. Điều này không được những người đối lập tán đồng. Họ liên tục công kích chính sách độc tài chính trị của Tổng thống. Mặt khác, sự lộng quyền của một số đảng viên cần lao và chính sách đàn áp của chính phủ bắt đầu gây bất mãn trong quần chúng. Từ cuối năm 1959, khi những người cộng sản miền Nam với sự cho phép của nghị quyết 15 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, dần xây dựng cơ sở và chuyển hướng từ đấu tranh chính trị với sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang sang đấu tranh vũ trang với sự hỗ trợ của đấu tranh chính trị, sự ổn định của chính phủ Ngô Đình Diệm bị thách thức nghiêm trọng, nhất là khi nổ ra phong trào đồng khởi tại Bến Tre và trận tập kích tua 2 tại Tây Ninh cuối tháng 1 năm 1960 đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Nam Bộ. Trước tình hình an ninh ở nông thôn ngày càng xấu đi, do những người Cộng sản miền Nam tăng cường hoạt động với sự chi viện của miền Bắc, trước việc chính phủ Ngô Đình Diệm tập trung quyền lực và hạn chế các quyền tự do dân chủ để phục vụ mục tiêu chống cộng quá lâu, các nhóm đối lập ngày càng kích động quần chúng phản đối chính phủ Diệm như là một chính phủ độc tài và gia đình trị, nổi bật nhất là các vụ sự kiện 18 chính khách có tên tuổi trong Ủy ban Tiến bộ và Tự do họp tại khách sạn Caravel ở Sài Gòn, ra kháng thư công khai phản đối chế độ Ngô Đình Diệm độc tài vào ngày 26 tháng 4 năm 1960. Vụ đảo chính bất thành của nhóm các sĩ quan do Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông cầm đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 1960. Sự kiện hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom dinh độc lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962. Biến cố Phật giáo biến cố Phật giáo năm 1963 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc đảo chính cũng trong năm này. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, hai ngày trước lễ Phật đàn, Đồng lý văn phòng phủ Tổng thống Quách Tổng Đức, theo chỉ thị của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã gửi công điện số 5159, yêu cầu các địa phương siết chặt quy định không được treo cờ tôn giáo ngoài khuôn viên cơ sở tôn giáo. Mặc dù trước đó trong các dịp lễ Kitô tô giáo, cờ tòa thánh Vatican và cả cờ Phật giáo được treo tự do mà không bị chính phủ cấm đoán. Ngày 7 tháng 5, trong lúc dân chúng Huế và Thừa Thiên sửa soạn làm lễ Phật đàn, thì cảnh sát đến tận nhà buộc dân chúng phải hạ cờ Phật giáo. Nhưng sau đó Phật giáo và Việt Nam Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận cho phép treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đàn. Tuy vậy Phật giáo vẫn quyết định sẽ nhân cơ hội này đấu tranh chống chính quyền. Ngày 8 tháng 5, tại lễ Phật đàn ở Chùa Từ Đàm, trong bài thuyết pháp Thượng Tọa Thích Chí Quang, một trong các nhân vật có ảnh hưởng của phật giáo miền nam việt nam người bị các nhà phân tích cia mô tả là một kẻ mị dân cực kỳ chống công giáo một người theo chủ nghĩa quốc gia cuồng tín và một kẻ vĩ cuồng với mục tiêu tối hậu là thành lập ở miền nam một chế độ thần quyền phật giáo chỉ trích chủ trương kỳ thị phật giáo của việt nam cộng hòa thượng tọa trí quang cũng có nhắc đến cờ công giáo vatican treo khắp đường phố vào các dịp lễ sao không cấm mà lại cấm đúng vào ngày phật đản nhiều đoàn thể Phật tử yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho phát thanh lại bài thuyết pháp của Thượng tọa Trí Quang. Nhưng Giám đốc Đài Phát Thanh Huế là ông Ngô Ganh không đồng ý vì băng chưa được kiểm duyệt, nên vài ngàn Phật tử kéo đến đài để trực tiếp yêu cầu. Sự việc đang rằng co thì khoảng 22 giờ, ai đó đã quăng chất nổ, với sức nổ tương đương 5kg TNT, làm thiệt mạng 8 người và bị thương 15 người. Việt Nam Cộng Hòa đổ lỗi những người Cộng sản đã trà trộn quăng chất nổ giết người để gây xáo trộn. Còn phía biểu tình thì kết án thiếu tá đặng sĩ của Việt Nam Cộng Hòa chính là người đã cho ném chất nổ và ra lệnh nổ súng để giải tán biểu tình. Ngay lập tức, làn sóng phản đối chính quyền càng ngày càng dâng cao và càng trở nên bạo động. Hôm sau, vào ngày 9 tháng 5 năm 1963, hơn 10.000 người kéo đến tư gia tỉnh trường Huế biểu tình và đòi hỏi 5 điểm sau đây hủy bỏ lệnh cấm châu cờ Phật giáo. Phật giáo được quyền bình đẳng như công giáo. Không được đàn áp Phật giáo. Phật tử được quyền thờ phụng tôn giáo của mình. Chính quyền phải bồi thường cho các gia đình nạn nhân và phải trừng trị các người có trách nhiệm trong vụ bắn chết người trong ngày 8 tháng 5 năm 1963. Ngày 15 tháng 5 năm 1963, một phái đoàn Phật giáo từ thành phố Huế vào Sài Gòn trình kiến nghị cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm đồng ý hầu hết các yêu sách và hứa sẽ điều tra. Ngày 25 tháng 5 năm 1963, Tổng hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các tổ chức và môn phái Phật giáo khác liên kết thành lập Ủy ban Liên phái. Ngày 28 tháng 5 năm 1963, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, lãnh đạo Phật giáo Việt Nam lên tiếng kêu gọi biểu tình. Tại Huế, hàng ngàn tăng ni xuống đường. Ngày 30 tháng 5, Phật giáo tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại Chùa Xá Lợi và Chùa Ấn Quang. Các tăng ni vào Phật tử tuyệt thực 48 giờ, đồng thời 300 tăng ni biểu tình trước Quốc hội với những khẩu hiệu yêu cầu chính phủ thỏa mãn năm nguyện vọng của Phật giáo. Ngày 2 tháng 6 năm 1963, tại Huế, 500 sinh viên biểu tình chống chính quyền kỳ thị Phật giáo. Sau đó cuộc biểu tình biến thành bạo động, cảnh sát dùng chó, lựu đạn cây tấn công đoàn biểu tình. 67 sinh viên bị thương phải vào bệnh viện chính quyền ra lệnh giới nghiêm thành phố Huế. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, Ngô Đình Diệm thành lập Ủy ban Liên bộ của Chính phủ để nghiên cứu những yêu cầu của Phật giáo, do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đứng đầu, cho triệu hồi thiếu tá đặng sĩ, Phó tỉnh trưởng nội an tỉnh Thừa Thiên đợi lệnh tại Bộ Nội vụ ở Sài Gòn. Ngày 7 tháng 6 năm 1963, Trần Lệ Xuân, vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu, lên án là những vị lãnh tụ Phật giáo đã bị Cộng sản giật dây sáng ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại lá thư tâm huyết. Sau đó, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt, nay là cách mạng tháng 8 vào Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Triều ở thành phố Sài Gòn, để phản đối chế độ Việt Nam Cộng Hòa đàn áp Phật giáo. Hình ảnh Thích Quảng Đức tự thiêu trong ngọn lửa bập bùng do Brown, phóng viên hãng tin Mỹ ABC thường trú tại Sài Gòn đăng tải các báo, làm rúng động toàn thể dân chúng Việt Nam và thế giới cái chết của vị hòa thượng này là ngọn lửa châm ngòi cho Phật giáo đấu tranh mạnh mẽ hơn. Ngày 16 tháng 6, các tăng ni biểu tình trước Tòa Đại sứ Mỹ đồng thời tại Chùa Giác Minh, hàng ngàn Phật tử tụ tập dự tăng lễ Thượng tọa Quảng Đức. Cuộc tụ tập biểu tình có xô sát với cảnh sát, làm cho nhiều người bị thương, hàng trăm bị bắt. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, Ủy ban Liên Bộ và Ủy ban Liên Phái ra thông cáo chung về việc giải quyết các nguyện vọng của Phật giáo ngày 18 tháng 7 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra thông điệp kêu gọi quốc dân đồng bào ghi nhận ý chí hòa giải tột bực của chính phủ trong vấn đề Phật giáo và quốc dân đồng bào từ nay sẽ khách quan phán quyết để có thái độ hành động, không để ai làm ngăn cản bước tiến của tân tộc trong nhiệm vụ diệt cộng cứu quốc, được đài phát thanh phát lại nhiều lần. Trong các ngày 9 và 29 tháng 7 năm 1963, Bộ Nội vụ liên tiếp ra hai nghị định công nhận cờ Phật giáo và việc treo cờ Phật giáo. Tuy nhiên, những cuộc tập họp của Phật giáo bị cản trở, một số tín đồ bị bắt và chính phủ tổ chức những hội đoàn thân chính phủ, lên tiếng phản đối Phật giáo. Ngày 1 tháng 8 năm 1963, trả lời phỏng vấn của đài CBS, bà Trần Lệ Xuân tố cáo các lãnh tụ Phật giáo đang mưu toan lật đổ chính phủ và tự thiêu chỉ là việc nướng thịt sư. Ngày 3 tháng 8 năm 1963, khi phát biểu tại lễ Mán khóa huấn luyện bán quân sự của đoàn thanh nữ Cộng Hòa bà Trần Lệ Xuân lên án những vụ tranh đấu về tôn giáo. Lời lẽ của bà Nhu được cha bà là Trần Văn Trương, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, gọi là thiếu lễ độ đối với Phật giáo. Mấy hôm sau, bà Nhu bằng giọng gay gắt và chế giễu cho rằng, dù bà có thiếu lễ độ đối với Phật giáo chăng nữa, thì có lúc cần phải thiếu lễ độ. Những lời phát biểu của bà Trần Lệ Xuân không những làm cho mối quan hệ giữa chính phủ Ngô Đình Diệm với tín đồ Phật giáo càng thêm xấu đi mà còn làm cho cả những người dân bình thường cũng bất bình với chế độ. Sau những lời phát biểu của Trần Lệ Xuân, liên tiếp xảy ra nhiều cuộc phản đối chính phủ. Trong đó quan trọng nhất là các vụ tư thiêu của các tăng ni Phật giáo. Ngày 4 tháng 8 năm 1963, tại Phan Thiết Bình Thuận, Đại Đức Thích Nguyên Hương, thế danh là Huỳnh Văn Lễ, tự thiêu trước dinh tỉnh trưởng. Ngày 13 tháng 8 tại Huế trước Chùa Phước Duyên, quận Hương Trà, Đại Đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu. Dân chúng, Sinh viên Phật tử biểu tình ở khắp mọi đường phố ở Huế, ở các quận. Sau đó, ngày 15 tháng 8 năm 1963, ni sư Thích Nữ Diệu Quang, thế danh là Nguyễn Thị Thu, tự thiêu tại Ninh Hòa Khánh Hòa. Ngày 16 tháng 8 năm 1963, Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo đã gửi một điện tín cho Tổng thư ký Liên hợp quốc và cho các tổ chức Phật giáo Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Singapore năm năm lên tiếng tố cáo chính quyền và xin cứu nguy. Cũng trong ngày này thượng tọa thích Tiêu Diêu, thế danh Đoàn Mễ, tự thiêu ở chùa Từ Đàm, thành phố Huế. Dù đã cố gắng đối thoại với các lãnh đạo Phật giáo và ra một số văn bản nhằm giải quyết những bức xúc của Phật giáo nhưng vẫn không ổn định nổi tình hình. Cuối cùng chính phủ Ngô Đình Diệm quyết định sử dụng những biện pháp cứng rắn để chấm dứt phong trào đấu tranh của Phật giáo và Tổng thống Diệm quyết định thiết quân luật trên toàn quốc kể từ 0 giờ sáng 21 tháng 8 năm 1963 với lý do có tin Việt Cộng sắp tràn ngập thủ đô. Dạng sáng 21 tháng 8, tức sau khi thiết quân luật khoảng nửa giờ, chính phủ ra lệnh tấn công chùa triền trên toàn quốc, bắt hết các tăng ni lãnh tụ tranh đấu chống chính phủ. Tại Sài Gòn, lực lượng đặc biệt tấn công chùa xá lợi trên đường bảo huyện Thanh Quan. Đa số các lãnh tụ Phật giáo bị bắt, Hòa Thượng hội chủ thích tịnh khiết bị xô ngã, Thượng tòa Thích Trí Quang cũng bị bắt, nhưng sau đó ông trốn được vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Sau đó, Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết được thả nhưng những người dưới quyền ông vẫn bị giam giữ. Sáng ngày 21 tháng 8, Tổng thống Ngô Đình Diệm triệu tập nội các và báo tin là quân luật đã được thiết lập trên toàn lãnh thổ vì cộng quân đã xâm nhập vào các châu thành thủ đô Sài Gòn. Ông cũng cho các vị bộ trưởng hay về việc đánh chiến các chùa và bắt giữ bọn Tăng Ni làm loạn. Sau vụ tấn công chùa, tình hình càng thêm rối loạn. Trần Văn Trương, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tuyên bố từ chức. Bà Trần Văn Trương nhũ danh là thân thị Nam Trần cũng từ chức quan sát Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ngày 22 tháng 8 năm 1963, Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu cạo đầu từ chức và thành lập phong trào trí thức chống độc tài. Tối ngày 23 tháng 8 năm 1963, Trung tướng Trần Văn Đôn cho mời Trung tá Lushen Conan, nhân viên CIA, đến gặp tại Bộ Tổng tham mưu để thanh minh rằng quân đội không tham gia vào việc đánh phá các chùa, mà chính là cảnh sát đặc biệt của chính phủ. Khi cô nên hỏi các tướng lãnh Việt Nam có ý định đảo tránh không, thì tướng đôn rẻ dặt trả lời sẽ nói chuyện sau. Từ đó, cô nên thường liên lạc và dò hỏi các tướng lãnh Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 1963, 300 sinh viên học sinh tổ chức biểu tình tại công trường Diên Hồng phía trước chợ Biến Thành trong lúc đang có lệnh giới nghiêm. Các trung đội cảnh sát giá chiến gần đó được tin liền kéo tới đàn áp cảnh sát bắn cả vào đám biểu tình. Nữ sinh Quách Thị Trang trúng đạn tử thương. Khoảng 200 người bị bắt giữ. Ngay chiều hôm đó, chính quyền Đô Thành ra thông cáo rằng các lực lượng an ninh đã được lệnh nổ súng vào bất cứ đám đông nào tụ họp ngoài công lộ mà không xin phép trước. Ngày 7 tháng 9 năm 1963, học sinh các trường trung học công lập Gia Long, Trung Vương và Võ Trường Toàn tổ chức meeting bãi khóa ngay tại sân trường của họ. Ngày 5 tháng 10 năm 1963, trước chợ Biến Thành, Đại đức Thích Quảng Hương, thế danh Nguyễn Ngọc Kỳ, tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Diệm. 10 sáng ngày 10 tháng 9 năm 1963, thiền sư Thiện Mỹ châm lửa tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn.